Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 33. Chương 321. Huyền điểu từ trên trời hạ xuống, năm tháng như bài ca. 2. Thiếu niên A Ứng nắm lấy tay cô, giọng nói hùng hồn như muốn khắc sâu lời thề của bản thân vào trong hồn phách của cô, đi theo cô ngàn kiếp vạn kiếp. Kiếp sau ta sẽ tìm được nàng, cho dù nàng ở chư thiên vạn giới nào. Một đóa hoa tạ thế, một đóa hoa khác mọc lên ở nơi sâu xa nào đó trong thế giới, từ từ nở nộ. Kim Bất Di và thiếu niên A Ứng vừa phản kháng truy sát của thiên thần và đại thương, vừa tìm kiếm cô gái có ước hẹn kiếp trước. Bọn họ chiến đấu xuyên qua tinh không, chiến đấu trên từng thế giới. Thiếu niên A Ứng cũng thức tỉnh càng nhiều ký ức, bọn họ cũng bị những nhân vật càng mạnh mẽ truy sát. Đó là một nhóm người không giống với thiên thần, cực kỳ thần bí, cho dù là thiên thần cũng phải cung kính với họ. Đó là trận chiến hiểm ác nhất mà bọn họ từng gặp phải. Thiếu niên A Ứng lại rất vui vẻ, nói với Kim Bất Di, có lẽ ta tìm được thứ gì phong ấn ký ức của ta rồi. Y vẽ ra một loại phù văn kỳ diệu, đó là phù văn tiên đạo, là thứ y tìm hiểu được khi giao thủ với đám người thần bí kia. Có lẽ ta bị thứ này phong ấn ký ức, y hưng phấn nói. Kim Bất Di quan sát cẩn thận những phù văn tiên đạo này, nhưng nó không hiểu được. Nó là dị chủng hồng hoang cường đại nhất trên đời, nhưng cũng có thứ nó không hiểu nổi. Đối với nó, phù văn tiên đạo mà A Ứng vẽ ra quá cao thâm khó hiểu. Thấy vậy, Hứa Ứng nói nhỏ, ngài chuông, có lẽ chúng ta tìm được thứ mình muốn rồi. Quả chuông im lặng không nói gì. Nó biết chắc chắn Hứa Ứng có rất nhiều suy nghĩ phức tạp, nó không biết nên an ủi Hứa Ứng ra sao. Hứa Ứng nhìn những phù văn tiên đạo trong ký ức của Kim Bất Di, đó là thứ mà Kim Bất Di không hiểu được, rất nhiều phù văn đã mơ hồ, không thể thấy rõ. Nó không nhớ được những thứ này. Hứa Ứng men theo ký ức của Kim Bất Di, đi thẳng về phía trước, y muốn tìm thấy những thứ hữu dụng. Y và quả chuông cùng nhau đi vòng qua những ký ức tiêu biến, tới một đoạn trí nhớ mà Kim Bất Di lưu giữ rất kỹ. Thiếu niên A Ứng tìm thấy cô bé trong mộng của mình. Nhưng ngày mà y tìm ra cô bé, cũng là ngày y rơi vào vòng vây. Đám người thần bí và thiên thần đã tìm ra cô bé trước một bước, dùng cô để bố trí mai phục. Ngay khoảnh khắc bước vào mai phục, thiếu niên A Ứng đã nhận ra có chỗ không đúng. Bất Di, tương lai ngươi mang theo mấy chữ này tới tìm ta, đánh thức ta. Thiếu niên A Ứng khắc một phù văn tiên đạo màu vàng vào trong trí nhớ của Kim Bất Di, vừa cười vừa nói, ngươi vẫn còn chạy được, bay đi, đừng dừng lại. Tương lai chúng ta sẽ đoàn tụ. Kim Bất Di nghi hoặc nhìn y, chẳng phải đã nói sẽ không quên không bỏ ư. Sao lại bảo nó bỏ chạy? Y cũng có thể chạy cơ mà, sao phải ở lại chịu chết? Vì sao y biết? Rõ sẽ phải chết nhưng vẫn muốn đi. Tóm lại còn có một chút hy vọng, đúng không? Thiếu niên A Ứng xua tay, tiễn nó đi xa, thẳng thắn bước vào vòng mai phục. Tuy biết đó là cạm bẫy, y vẫn muốn thử. Kim Bất Di bay đi, đây là lần đầu tiên nó không đánh mà chạy. Vòng mai phục sau lưng bộc phát thần quang, chiếu rọi bóng dáng nó lên hồng hoang rộng lớn. Nó nhớ lời của thiếu niên, bay đi, đừng dừng lại. Tương lai, chúng ta sẽ đoàn tụ. Nó vỗ cánh phi hành, chạy trốn cả trăm năm, cuối cùng tình hình cũng lắng xuống. Nó lại đi tìm A Ứng, như một vầng thái dương bay qua khắp mọi nơi. Nó tìm kiếm rất lâu, nó phát hiện mình không còn trai tráng, đã già nua, có một số ký ức không nhớ được. Rõ ràng là thứ rất quan trọng như lại cứ quên đi. Nó tiếp tục phi hành, tìm kiếm. Nó kêu gọi giữa không trung, Kim Bất Di. Không quên không bỏ, Kim Bất Di. Cuối cùng nó tìm được A Ứng. A Ứng vẫn là thiếu niên, không hề thay đổi. Còn nó đã có một số sợi lông đổi màu. Tu sĩ nhân loại canh giữ bên cạnh A Ứng cực kỳ cường đại, giao chiến với nó, xua đuổi nó. Kim Bất Di liên tiếp bị thương, nhưng mỗi lần lại quay về, liều mạng với đám tu sĩ nhân loại kia. Nó cướp thiếu niên A Ứng đi, tránh né đám tu sĩ nhân loại truy sát, tránh né đuổi bắt của thiên thần, trốn đông trốn tây. Nó đưa phù văn màu vàng cho thiếu niên A Ứng xem thử, nhưng không có mấy tác dụng, A Ứng không nhớ ra nó. Tu sĩ nhân loại và thiên thần lại tiếp tục đuổi kịp nó, đả thương nó, cướp đi A Ứng. Nó cố chấp bay tới bay lui, tìm kiếm bốn phương, nó như ông lão cố chấp, không biết thay đổi. Nhưng dần dần, nó già cả rồi, nó không thua dưới tay đám tu sĩ nhân loại và thiên thần, nhưng lại bại dưới tay thời gian. Có một ngày, nó bay lên không trung,
bỗng cảm thấy mờ mịt, không biết vì sao mình lại bay, không biết mình tìm kiếm cái gì. Nó đã già tới mức quên cả những ký ức khắc cốt ghi tâm, nó đã già tới mức không nhớ được bằng hữu của mình, cố chấp của mình, già tới mức quên đi A Ứng và quá khứ. Nó chỉ nhớ mang máng là mình đang tìm kiếm gì đó, rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nhưng nó không nhớ được rốt cuộc mình muốn tìm cái gì. Có lẽ nó mệt rồi. Tiếp đó thiên địa bị phong ấn, nó cũng bị cuốn vào phong ấn của thiên địa. Lần này Vân Mộng Trạch được phóng thích, nó cũng già tới mức lười chẳng muốn động đậy. Nhưng ngay khoảnh khắc gốc phù tang thụ từ trên trời giáng xuống, nó bỗng cảm thấy tâm huyết dâng trào, muốn bay lượn. Dường như nó ngửi thấy mùi vị quen thuộc, vì vậy vỗ cánh bay lên, vung vẩy cặp cánh già cả, kéo lê thân thể cao tuổi, bay tới đậu xuống gốc phù tang thụ. Nơi này rất thân thiết, nó phun lửa ra, nhen lửa lên gốc thần thụ rồi thoải mái ngồi trên tán cây. Nó nhìn thấy một thân hình quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu, thế là nhô đầu ra khỏi tán cây, không ngừng quan sát thiếu niên Hứa Ứng này. Kỳ lạ, hình như ta gặp ngươi ở đâu rồi. Nó nói vậy, ta quá cổ xưa. Kim Bất Di nhìn Hứa Ứng, nghĩ vậy. Nó đã già tới mức không thể nhớ được thiếu niên này. Nếu như tương lai, ta nói là một ngày nào đó trong tương lai, Thất Gia có trở thành Kim Bất Di tiếp theo không? Quả Chuông thầm nhủ trong lòng, nó luôn cảm thấy lo lắng. Bây giờ Hứa Ứng đang không an toàn, có một thế lực cực kỳ hùng mạnh đang theo dõi Hứa Ứng, thậm chí chi phối Hứa Ứng. Thế lực này cực kỳ khổng lồ, thần bí, thâm sâu khôn lường. Kể cả thiên thần cũng chỉ là cấp dưới của thế lực này. Xúc giác của thế lực này có thể kéo dài tới mọi nơi trong chư thiên vạn giới. Cho dù là Hứa Ứng trong kiếp trước cực kỳ cường đại, phản kháng cả Đại Chu, cuối cùng vẫn phải ôm hận mà kết thúc. Không nói đâu xa xôi, lần gần đây nhất, ngay dưới mí mắt của Quả Chuông và Ngoan Thất, Hứa Ứng bị đám người Bắc Thần Tử mang đi, ném tới Vũ Lăng sống cuộc đời mới. Còn Bắc Thần Tử chỉ là đầy tớ của thế lực này. Tuy lần này là Hứa Ứng hồi tưởng được mọi chuyện về Quả Chuông và Ngoan Thất, may mắn khôi phục ký ức, nhưng dù sao đây cũng là chuyện có xác suất rất nhỏ. Chương 322, Thời đại thiếu niên, 1. Theo những trải nghiệm của Kim Bất Di, Hứa Ứng không cách nào phản kháng lại thế lực thần bí kia, đây mới là chuyện thường thấy. Cho dù y cố gắng ra sao đi nữa, cuối cùng vẫn bị bắt lại, bị xóa ký ức, biến thành thiếu niên A Ứng, sống một cuộc đời mới. Nếu sau này cũng vậy, thế thì Thất Gia cũng sẽ như Kim Bất Di, vĩnh viễn tìm kiếm Hứa Ứng, mãi tới khi mình già nua đến độ không thể nhớ nổi Hứa Ứng nữa, chẳng lẽ mọi chuyện lại như vậy? Quả Chuông tự hỏi rồi lại lập tức tự đáp, sẽ không đâu. Chắc Thất Gia sẽ là ó đòi chia gia sản. Quả Chuông thầm nghĩ, gia sản của A Ứng cũng không ít. Dù sao hơn 2 năm qua thăm dò địa điểm ẩn hóa của Na Tiên tìm được rất nhiều bảo bối. Lại thêm chuyến đi tới Thái Ất Tiểu Huyền Thiên lần này, trong bụng con rắn thối đang có rất nhiều bảo vật, đã có ý đồ chia gia sản từ lâu rồi. Nhưng, Quả Chuông đứng sau lưng Hứa Ứng, trong lòng thản nhiên, ta sẽ giám sát hắn, bắt hắn đi tìm A Ứng, mãi tới khi hắn tìm được mới thôi. Cho dù Thất Gia già rồi, lãng quên đi thì ta sẽ không quên. Trừ phi tới ngày ta loang lổ vết gì, không còn nhớ được A Ứng, lúc đó dừng lại cũng không muộn. Cuối cùng Hứa Ứng tìm được thứ mình muốn trong trí nhớ của Kim Bất Di, tìm được phù văn tiên đạo màu vàng bị nó lãng quên trong góc. Đây là phù văn tiên đạo mà thiếu niên A Ứng trong thời đại thương tìm hiểu được trong lúc chém giết với chủ nhân của đám thiên thần. Rất nhiều kiếp của Hứa Ứng chứng kiến phù văn tiên đạo màu vàng này mà không có bất cứ cảm giác gì. Nhưng khi ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào phù văn màu vàng này, ký ức cổ xưa trong quá khứ như mở ra một cánh cửa sổ, y nhìn qua cánh cửa này, thấy được bản thân trong lồng giam. Đó là từng cái lồng giam. Hứa Ứng dõi mắt nhìn lại, không thấy điểm cuối, đập vào mí mắt là từng hình lập phương chữ tù. Trong mỗi lồng giam đều có một bản thân. Những bản thân này giống như Ngoan Thất, thân thể bị khóa, khu vực Hy Di bị khóa, kim đan bị khóa, lô đỉnh bị khóa, hồn phách nguyên thần cho tới tam hồn thất phách đều bị khóa. Thứ duy nhất không bị khóa lại, chỉ có bất diệt chân linh. Bất diệt chân linh của y quá cường đại, phù văn tiên đạo chữ tù không cách nào phong tỏa. Hứa Ứng thấy cảnh này, trong lòng hơi động, ta trong thời đại thương đã tìm hiểu được ảo diệu của phù văn tiên đạo chữ tù, giấu trong phù văn màu vàng này. Y của thời đại đó và y của thời đại này nghĩ tới cùng một điểm. Bọn họ cùng gặp một nan đề, đó là khi mình lĩnh ngộ phong ấn chữ triện,
ký ức tự dưng bị xóa đi. Cho dù lĩnh ngộ sâu hơn nữa cũng không giữ được chút cảm ngộ nào. Hứa Ứng trong thời Đại Thương nghĩ ra cách giải quyết, cũng giống như cách mà Hứa Ứng của hiện tại nghĩ ra, đó là ghi chép lại những gì mà mình tìm hiểu được. Điểm khác biệt là hiện tại Hứa Ứng muốn phá giải thì cực kỳ khó khăn, cần bắt đầu từ đầu, còn Hứa Ứng trong thời Đại Chu đã giải mã được phù văn tiên đạo chữ tủ. Trong lòng y cảm thấy vui vẻ, tìm hiểu kỹ càng ảo diệu của phù văn màu vàng, trong lúc nhất thời quên cả việc mình đang trong trí nhớ của Kim Bất Di. Kim Bất Di đậu trên phù tang thụ, tỏa ra khí tức tang thương, lặng lặng quan sát Ngoan Thất đang bị phong ấn, dần dần rũ đầu nhắm mắt. Trong lúc ngủ mơ, ký ức một số ký ức cổ xưa lắng đọng sâu trong đầu óc, nương theo Hứa Ứng và quả chuông đi qua, dần dần nổi lên. Thi thoảng nó lại mơ thấy một số chuyện đã qua, nhưng lúc tỉnh lại thì từ từ lãng quên. Bên tai nó lại vang lên tiếng trống trận, đánh thức khí huyết đã thoái hóa của nó. Cứ như trận chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng khi tỉnh lại đã không nhớ được chiến hữu của mình là ai, cũng không nhớ ra kẻ địch của mình là người nào. Kim Bất Di ngáp một cái, tỉnh lại khỏi giấc mộng, cảm thấy phù tang thụ hơi nguội nên lại phun ra một ngụm thái dương thần hỏa để phù tang thụ tỏa ra ánh lửa càng rực rỡ. Kim ô cổ xưa nhẹ nhàng xê dịch vuốt chim trên tán cây, để bản thân dễ chịu hơn một chút. Nó nhìn chằm chằm vào Ngoan Thất dưới tán cây cách đó không xa. Nơi này có con run lớn quá. Sáng sớm mà chim chóc đã có mồi ăn, đúng là trời cao có mắt. Nó thò đầu chim ra, mổ mạnh xuống, đập tới mức lồng giam xung quanh Ngoan Thất chấn động ầm ầm, ánh lửa văng khắp nơi. Nhưng cũng may lồng giam phong ấn mà quả chuông lưu lại cực kỳ chắc chắn, trong thời gian ngắn Kim Bất Di cũng không thể mổ ra được, chỉ có thể đục lồng giam không gian kia thủng trăm ngàn lỗ. Cái đầu của Ngoan Thất lộ ra dưới mỏ chim. Thượng thần, thượng thần. Rất nhiều dân chúng cuống quýt chạy tới, ngăn cản trước lồng giam không gian, lớn tiếng nói, thượng thần, ngài có nhớ Hứa Ân Nhân đã dặn gì không? Đây là rắn của Hứa Ân Nhân, tên là Ngoan Thất, nhờ thượng thần chăm sóc giúp, không ăn được. Gương mặt Kim Bất Di có vài sợi lông vũ màu trắng rủ xuống, như chuỗi ngọc nặng trĩu, trợn trừng đôi mắt vẩn đục, không ngừng quan sát Ngoan Thất, một lúc lâu sau mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng rụt đầu về. Ha ha, sao ta lại quên mất nhỉ? Giọng nói của nó ầm ầm ù ù, vang vọng trên tán cây, nói, các ngươi yên tâm, ta nhớ ra rồi, đây là hảo bằng hữu, ta sẽ không ăn thịt hảo bằng hữu. Dân chúng bụng cá hết sức lo lắng, bàn bạc với nhau, hình như trí nhớ của thượng thần không được tốt. Quả nhiên trí nhớ Kim Bất Di không tốt mấy, khi đám dân chúng bụng cá phát hiện tình hình không ổn, Kim Bất Di đã mổ thủng lồng giam. Bọn họ xông tới, chỉ thấy vị thần già nua mà bọn họ thờ cúng đang ngậm lấy đầu của hảo bằng hữu Ngoan Thất, đang kéo ra bên ngoài, như gà mẹ mổ con giun trong lỗ, định kéo giun ra khỏi vũng bùn. Thượng thần, thượng thần, dân chúng bụng cá lao tới, giơ cao hai tay gọi với lên phù tang thụ, không ăn được. Không ăn được, vị này là bằng hữu Ngoan Thất của Hứa Ân Nhân, cũng là ân nhân của chúng ta. Hứa Ân Nhân còn nhờ thượng thần để ý Ngoan Thất giúp ngài ấy nữa mà. Kim Bất Di buông Ngoan Thất đã bị mổ tới mức máu me be bét, nghi hoặc nói, Hứa Ân Nhân là ai? Đám người giải thích một hồi, cuối cùng cũng đánh thức ký ức của nó mấy hôm trước. Kim Bất Di giật mình, cười nói, ta suýt nữa gây ra sai lầm rồi. Con cá trạch này không sao chứ? Nó lưu luyến chép miệng, như vẫn còn dư vị. Dân chúng bụng cá sợ nó lại quên mất nên sai người tới chuyên hầu hạ nó. Những người này giơ cao lệnh bài trước mặt nó, viết chữ trên tấm biển, ghi lại mọi chuyện liên quan tới nó, như vậy sẽ không quên. Kim Bất Di nhìn lệnh bài bên cạnh Ngoan Thất, cố nhịn cơn thèm ăn thịt hảo bằng hữu. Hóa ra là hảo bằng hữu, nó hưng phấn nói. Cuối cùng Hứa Ứng cũng tìm hiểu hết những gì mình có thể lĩnh ngộ trong phù văn màu vàng. Những gì không lĩnh ngộ được thì hắn có ở lại trong trí nhớ của Kim Bất Di cũng vô dụng. Ngài chuông, chúng ta đi thôi, Hứa Ứng nói với quả chuông. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 323, Thời Đại Thiếu Niên, 2. Quả chuông cẩn thận quan sát Hứa Ứng, dò hỏi, A Ứng, chúng ta có nên kể lại cho Kim Bất Di những gì mình thấy trong trí nhớ của nó không? Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ một hồi rồi nói, ngài chuông, nó đã quên mọi chuyện lúc trước, đã hạnh phúc biết bao. Nó không cần chạy ngược chạy xuôi, không cần liều mạng chém giết vì ta,
không cần nghênh chiến những đối thủ không thể chiến thắng. Nó ở đây, có mọi người kính nể nó, thờ cúng nuôi dưỡng nó. Nó có thể dưỡng già ở đây. Quả chuông suy nghĩ rồi nói, thế nhưng tìm được ngươi là chấp niệm của nó. A ứng, nó tìm ngươi cả đời, chẳng lẽ không để nó hoàn thành chấp niệm của mình à? Hứa ứng suy nghĩ một lát, lấy ra một cái bình ngọc. Quả chuông nghi hoặc nhìn bình ngọc. Hứa ứng mở bình ngọc ra, quả chuông càng nghi hoặc, A ứng, trong bình là gì? Sao mùi giống nguyên đạo tinh tụy thế? Nó hét lên, chẳng phải ngươi đã trả hồ lô nguyên đạo tinh tụy cho Khương Thái Sư rồi à? Hứa ứng nói, đương nhiên là trả rồi, nhưng trước lúc đó ta rót một ít nguyên đạo tinh tụy trong hồ lô của hắn ra, tự mình cất giữ, cũng hợp lý mà. Ngươi rót ra bao nhiêu? Một chút, đưa ta xem thử. Hứa ứng không cho nó nhìn, rót một ít nguyên đạo tinh tụy trong bình ngọc ra, lại điều động một chút trường sinh tiên dược trong bí tàng nê hoàn của mình. Câu một chút hồn phách tiên dược trong bí tàng dũng tuyền để nguyên đạo tinh tụy hòa tan. Làm vậy sẽ khôi phục một chút sức sống cho thân thể và hồn phách của Kim Bất Di, còn có thể tăng cường tuổi thọ cho nó không thì Hứa ứng không biết. Cho dù Kim Ô là dị thú hồng hoang, nó cũng có giới hạn tuổi thọ. Nguyên đạo tinh tụy có mạnh đến đâu đi nữa, có hiệu quả tốt mấy, cũng không thể giúp nó nghịch thiên cải mệnh. Hứa ứng không thể giúp dị thú cường đại như vậy mở bí tàng nê hoàn, chỉ có thể truyền một ít tiên dược của mình cho nó. Nguyên đạo tinh tụy cũng có thể giúp nó bồi bổ tình trạng cơ thể, có lẽ sẽ cải thiện cái bệnh hay quên của nó. Hứa ứng và quả chuông bay ra khỏi trí nhớ Kim Bất Di, hạ xuống dưới đất. Y thấy ánh mặt trời chiếu rọi, thân sắc không khỏi ngây dại, có cảm giác như đã qua mấy đời. Y như trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, khi trở lại nhân thế bỗng có cảm giác lạ lẫm. Y khôi phục bình tĩnh, tiếp nhận bản thân của lúc này. Sau đó, y thấy Ngoan Thất bị mổ vỡ đầu, máu tươi chảy đầy mặt, nằm đờ ở đó không hề nhúc nhích. Lồng giam không gian xung quanh bị mổ tới mức thủng trăm ngàn lỗ. Có chuyện gì vậy? Hứa ứng nghi hoặc hỏi Kim Bất Di. Kim Ô cao tuổi lắc đầu như trống bỏi, vội vàng nói, không biết. Gần đây ta rất hay quên, chắc là có kẻ địch tới. Ánh mắt nó trốn tránh tránh, Hứa ứng chuyển trường sinh tiên dược cho nó, lại dùng nguyên đạo tinh tụy luyện hóa trường sinh tiên dược, giúp trí nhớ của nó khá hơn rất nhiều, có thể nhớ lại những chuyện gần nhất. Tuy Kim Ô đã già nhưng lại trở nên khôn khéo, kiên quyết không thừa nhận là do mình làm. Hứa ứng nhìn sang phía những thôn dân bụng cá, dân chúng bụng cá gặp y, ai nấy ấp a ấp úng, không dám nói câu nào. Hứa ứng đành tế quả chuông ra, điều động sở học mấy ngày nay, phát động đạo văn chữ tù, nghịch chuyển phong ấn, thả Ngoan Thất khỏi đạo văn chữ tù. Nhưng trên người Ngoan Thất, còn trúng một loại phù văn tiên đạo khác là chữ ngữ. Loại phù văn này thì Hứa ứng lý giải không sâu, tạm thời không thể giải được. Cuối cùng Ngoan Thất cũng khôi phục ký ức. Hứa ứng dò hỏi, thất gia, ai làm gì bị thương vậy? Ngoan Thất hoảng sợ nhìn Kim Ô Kim Bất Di một cái. Kim Bất Di ngồi trên phù tang thụ, mặt mũi hiền lành nói, ngươi nói đi, nơi này không có người ngoài. Nó nâng cánh trái, mổ hờ lên cánh mấy cái, ánh mắt trở nên hung ác. Ngoan Thất co rúm người nói, có lẽ ta tự làm mình bị thương. Ta còn trúng một loại phong ấn, không nhớ được rất nhiều chuyện. Ánh mắt Kim Bất Di lộ vẻ tán thưởng, giơ một cọng lông chim với hắn, như giơ ngón tay cái. Ngoan Thất thoát khỏi phong ấn chữ tù, có thể điều động trường sinh tiên dược tự chữa trị thương thế cho bản thân, vết thương trên đầu không đáng ngại. Có điều thi thoảng đạo văn chữ ngữ lại bộc phát, khiến cho trí nhớ của hắn đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, bản thân hắn cũng rất dầu dĩ. Cũng may quả chuông mới thử lần đầu, chưa phát hiện uy lực của chữ ngữ tới cực hạn, không thì chắc ký ức của Ngoan Thất đã bị tẩy trắng. Quả chuông đối xử với Ngoan Thất tốt hơn nhiều, mọi chuyện đều nghe theo Ngoan Thất, không còn như trước động một chút là đánh nhau. Hứa ứng vội vàng truyền thụ na pháp cho dân chúng bụng cá, giảng cho họ cách mở bí tàng, luyện hóa tiên dược. Mục đích của hắn là để đám người sùng bái Kim Ô này thi thoảng lại truyền cho Kim Ô một ít trường sinh tiên dược, để Kim Ô sống lâu hơn một chút. Qua mấy hôm, một dân chúng bụng cá đi tới nói, bên ngoài có người trẻ tuổi nói là cố nhân của Hứa ân nhân, tên là Tiết Doanh An, tới bái kiến. Hứa ứng thầm ngạc nhiên, Tiết Doanh An còn sống. Y vội vàng bảo mọi người mời Tiết Doanh An vào. Không bao lâu sau Tiết Doanh An đã nhanh chân đi tới, tinh thần phấn chấn, còn cách xa đã cười nói, Hứa ứng, ta trở lại Cửu Long Sơn nói với sư phụ là mình nhận được tiên đạo linh căn. Nhưng sư phụ không giết ta,
suy đoán của ngươi về sư phụ ta đều là sai. Hứa Ứng cũng không nhịn được vui vẻ thay cho hắn, cười nói, xem ra ta trách lầm Lý Tiêu Khách rồi, nhất định phải cáo lỗi với hắn mới được. Quả Chuông nghe vậy tinh thần phấn chấn, quét sạch mọi mê mang trước kia, cười nói, Hứa Ứng, ta đã nói mà, chủ nhân nhà ta là người quang minh lỗi lạc, không thể là loại tà ác được. Ngươi còn không tin? Hứa Ứng liên tục xin lỗi nó. Tiết Doanh An cười ha hả, hưng phấn khó tả, nói, ta kể chuyện về ngươi cho sư phụ bảo ta tới gặp ngươi, nói nhất định phải mời thần tiên bất lão tới Cửu Long Sơn Cửu Thái Lĩnh làm khách. Hứa Ứng cũng muốn tới Cửu Thái Lĩnh một lần, gặp mặt chủ nhân của Quả Chuông, cho nên vui vẻ đáp ứng. Y thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành. Kim Ô cao tuổi thò đầu xuống cười nói, thiếu niên, đã mấy ngàn năm không ai gọi tên ta, ngươi từng đi vào trí nhớ của ta, chắc chắn biết ta tên là gì. Hứa Ứng nhẹ nhàng nâng bàn tay, vuốt ve sợi lông trắng toát của nó, nói, ngươi tên là Kim Bất Di, không quên không bỏ Kim Bất Di. Kim Bất Di ngẩng đầu lên, cực kỳ vui vẻ, hết nhìn đông tới nhìn tây, cười nói với dân chúng bụng cá, ta có tên, ta tên là Kim Bất Di. Không quên không bỏ Kim Bất Di. Nó cười ha hả, hết sức vui vẻ. Hứa Ứng dẫn theo Ngoan Thất và Quả Chuông, đi theo Tiết Doanh An. Kim Bất Di cười ha hả không thôi, ký ức cổ xưa dần dần hiện lên trong đầu. Nó đột nhiên nhớ lại thời thiếu niên cũng có một âm thanh nói với nó, ta đặt tên cho ngươi, sau này ngươi tên là Kim Bất Di. Không quên không bỏ Kim Bất Di, chúng ta vĩnh viễn không tách rời. Nó dõi đôi mắt vẩn đục nhìn theo Hứa Ứng, như trở lại thời thiếu niên. Chương 324, cắt rau hẹ của ngươi, 1. Trên Vân Mộng Trạch, Hứa Ứng quay đầu nhìn về phía xa, Phù Tang Thụ sừng sững như ngọn núi, từ từ nhỏ dần. Dân chúng bụng cá thờ cúng nó, sẽ giúp nó khá dần lên, y nghĩ thầm trong lòng. Doanh An, ngươi trở lại Vân Mộng Trạch trước chúng ta một bước, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hứa Ứng hỏi thăm. Tiết Doanh An thuật lại mọi chuyện mà mình trải qua. Hôm đó tòa thành đá bộc phát ánh sáng, rời khỏi Thái Ất Tiểu Huyền Thiên, trở về Vân Mộng Trạch. Na sư các thế gia thôi, Quách cũng có không ít người trở về, cô nương của Quách gia còn đợi thêm mấy ngày, thấy không đợi được Hứa Ứng mới rầu rĩ rời đi. Ta cũng đợi mấy ngày, muốn mời ngươi cùng về Cửu Long Sơn. Tiết Doanh An nói, nhưng chuyện mà ngươi nói khiến ta chỉ muốn về kiểm nghiệm, ta không chờ được nữa nên về Cửu Long Sơn, về Cửu Thái Lĩnh. Hắn nói với Lý Tiêu Khách mình lấy được tiên đạo linh căn, Lý Tiêu Khách vui thay cho hắn. Bảo hắn kể lại mọi chuyện mà mình trải qua trong thời gian vừa rồi, nói với hắn thần tiên bất lão từng là cố nhân của mình. Tiết Doanh An lại lo lắng bất an, tới ban đêm cũng không dám ngủ, nằm trên giường trợn trừng đôi mắt, đợi Lý Tiêu Khách tới giết mình cướp đoạt linh căn. Nhưng đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Đêm tiếp theo cũng vô sự, hơn 10 ngày liền, không có chuyện gì phát sinh. Từ đó trở đi, Tiết Doanh An mới buông bỏ nghi kỵ đối với Lý Tiêu Khách. Trước đó không lâu, Lý Tiêu Khách nói cho hắn biết thần tiên bất lão chưa chết, từ Thái Ất Tiểu Huyền Thiên trở về. Mấy hôm nay đang ở dưới Phù Tang Thụ trong Vân Mộng Trạch, thế nên bảo Tiết Doanh An tới mời. Vì vậy Tiết Doanh An mới đi chuyến này. Ngoan Thất nghe vậy nói với Hứa Ứng, A Ứng, Khương Thái Sư truyền âm khắp chư thiên vạn giới. Bắt mọi người phải giao tiên đạo linh căn mà mình giấu giếm, thậm chí vì chuyện này mà diệt sạch một chư thiên thế giới. Ngươi nói xem có phải vì thế nên Lý Tiêu Khách đoán ra Tiết Doanh An đang nói dối không? Hứa Ứng nghe vậy giật mình, suy nghĩ rồi nói, Lý Tiêu Khách biết Tiết Doanh An là người lương thiện, giữ lại linh căn sẽ khiến toàn bộ thế giới bị hủy diệt, đương nhiên hắn không dám giữ linh căn lại. Thất gia, sao đầu óc của ngươi lại thông minh vậy? Ngoan Thất cũng giật mình, kêu lên, đúng vậy. Gần đây ta luôn ngây ngốc, thi thoảng lại mất trí nhớ, sao đột nhiên đầu óc lại thông minh lên? Quả Chuông suy đoán, có lẽ lúc trước ngươi đọc quá nhiều sách, chiếm không gian trong đầu. Đầu óc ngươi vốn không lớn, giờ thi thoảng lại mất trí nhớ, không gian trong đầu rộng hơn, vì thế cũng thông minh lên. Ngoan Thất tỉnh ngộ, cười lạnh nói, ngươi đang ám chỉ não ta nhỏ đúng không? Quả Chuông kia, đừng quên ngươi là người hại ta ra nông nỗi này, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ai ra, đầu ta đau quá. Quả Chuông vội vội vàng vàng đi tới xin lỗi, trong lòng thì kinh hãi, con rắn ngốc thông minh lên thật. A Ứng, ngươi mau giải phong ấn chữ ngữ cho hắn, thế thì thất gia mới ngu đi một chút. Quả Chuông lo lắng, thúc giục Hứa Ứng, đang giải, đang giải.
Hứa Ứng cũng cảm thấy tình thế gấp gáp, vừa đi đường vừa nghiên cứu giải mã phù văn tiên đạo. Nhưng y cảm thấy Ngưu Thất Gia như hiện tại rất tốt, tuy thi thoảng lại mất trí nhớ nhưng đúng là thông minh hơn nhiều, vì vậy không vội giải trừ phong ấn chữ ngữ. Y đang thử nghiệm phá giải đạo văn chữ tù của bản thân. Nhờ phù văn tiên đạo màu vàng trong trí nhớ của Kim Bất Di, y đã thấy được vô số bản thân đang bị cầm tù trong đạo văn. Dọc đường, y thử giải cứu từng bản thân ra, như giải cứu Ngoan Thất. Nhưng số lượng bản thân bị cầm tù quá nhiều, y không biết mình phải phá giải đạo văn chữ tù bao nhiêu lần mới có thể phóng thích bản thân hoàn toàn. Còn trong thành đá, ông lão áo trắng Bắc Thần Tử quan sát đạo văn chữ tù không ngừng nhấp nháy, mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa, lẩm bẩm nói, không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Tuy hắn không biết đạo văn đó có ý nghĩa gì, nhưng hào quang đạo văn từ từ ảm đạm chứng tỏ hiệu quả phong ấn đang giảm sút. Tới khi ánh sáng của đạo văn biến mất hoàn toàn cũng là lúc phong ấn bị giải trừ. Hắn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, không biết nên ứng đối ra sao. Hơn nữa hắn cũng không biết phá giải phong ấn đạo văn này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, chắc chắn không phải chuyện tốt đối với hắn. Thổ địa thần châu tới thiên thần điện, chắc giờ đã đến nơi. Không biết lần này hắn đi một chuyến kết quả sẽ ra sao. Bắc Thần Tử không khỏi lo lắng. Thiên thần điện. Thổ địa thần châu chân tay ngắn ngủn đứng trên cây cầu lớn trong đại điện, hai bên là vực thẳm vô biên, vô số thi hài nhúc nhích trong vực thẳm, muốn leo lên trên cầu. Những thi thể đó không biết bản thân đã chết, không ngừng dãy giụa. Các ngài, ta cũng là thiên thần, tốt xấu gì cũng nể mặt ta một chút. Thổ địa thần châu ngửa đầu lên, lớn tiếng nói. Hắn ngước nhìn lên, vô số cây cối cổ xưa xâm nghiêm đứng sừng sững tại đó, cao lớn rộng rãi, từng bức tượng, đá thiên thần đặt bên trên, thân người, đầu tam giác, dáng vẻ hung ác. Từng bức tượng đá cao chót vót, mắt tỏa thần quang, nhao nhao soi tới người thổ địa thần châu. Ý thức của các thần linh chấn động qua lại trong không gian mênh mông này, như các thiên thần đang thì thầm trò chuyện. Hắn nói hắn là thiên thần, cũng giống như chúng ta. Hắn đúng là nằm mơ nói mộng. Hắn tưởng mình quản lý đất đai trong một châu thì sánh vai được với thần linh thiên đạo chắc. Chúng ta là thiên thần, thống lĩnh chư thiên vạn giới, hắn là địa thần, thống lĩnh đất đai một châu. Thế giới nào chẳng có vài thần linh như Vọng Hương. Rơi dưới đất là gà, không phải ưng. Xuyệt, đừng nói nữa, ngươi nhìn kìa, hắn giận tím mặt rồi. Bảo hắn về đợi theo quy trình. Ý thức của chư thần vui vẻ giao lưu, tiếng bàn luận xôn xao càng lúc càng lớn. Sắc mặt thổ địa thần châu càng lúc càng tím, đột nhiên hét lớn, đủ rồi. Chúng ta là người một nhà, sao phải làm theo quy trình? Một giọng nói uy nghiêm từ trên trời cao vọng xuống, giải quyết việc chung thì người một nhà cũng không ngoại lệ. Huống hồ, thổ địa thần châu, ngươi vượt thẩm quyền rồi. Ngươi nên trở lại miếu thổ địa của mình, dâng tấu chương báo cáo thế giới thiên đạo, sau đó làm theo quy trình. Tiếng bàn luận xôn xao biến mất, hiển nhiên người vừa tới có địa vị phi phàm. Thổ địa thần châu nổi giận đùng đùng quát, Hứa Ứng kia đang thử phá giải phù văn chấn ma, các ngươi có biết điều này mang ý nghĩa gì không? Nghĩa là hắn định tự cướp ngục, hắn định tự chế chìa khóa mở cửa ngục của mình. Hắn muốn phá hủy lao tù vững chắc đang nhốt bản thân. Giọng nói uy nghiêm kia đáp, vạn kiếp qua, hắn thử chế chìa khóa không chỉ một lần, có thành công không? Thổ địa thần châu, đừng nông nóng như vậy, nôn nóng cái con mẹ nhà ngươi. Thổ địa thần châu nhảy dựng lên, nổi giận lôi đình, kêu lên, ta nhớ lúc trước các ngươi có làm việc lề mà lề mề thế này đâu. Ta nhớ khi xưa các ngươi làm việc nhanh chóng lắm mà, có phải các ngươi sợ trách nhiệm rồi không? Có phải các ngươi lo không giữ được bát cơm của mình không? Họ Hứa mà thoát phong ấn giết lên, đừng nói bát cơm, nồi cơm cũng bị lật nhào rồi. Lúc đó lỗi là do các ngươi hết, tất cả mọi người chẳng sợ giữ được bát cơm của mình nữa. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 325, cắt rau hẹ của ngươi, 2. Chư thần giận dữ, thiên thần điện đột nhiên chìm vào u ám, từng gương mặt thiên thần trở nên dữ tợn dị thường, khí tức thiên đạo khủng khiếp trấn áp xuống. Thổ địa thần châu kêu lên một tiếng đau đớn, bị khí tức chư thần trấn áp tới mức nằm rạp dưới đất, không thể động đậy. Thân thể hắn chấn động ầm ầm, đừng nói thân thể, ngay cả thần hồn cũng có thể bị đập tan. Giọng nói uy nghiêm kia nói, các ngươi trấn áp hắn, ai đi làm việc?
các ngươi không làm việc thực tế, chỉ có mình hắn làm. Thế là chư thần thu liễm khí tức, thổ địa thần châu đứng dậy, cung kính hơn rất nhiều, nói, chư vị thượng thần có thể thu xếp một chút không? Giọng nói uy nghiêm kia đáp, ngươi về miếu thờ của mình, dâng tấu chương. Thổ địa thần châu lại không nhịn nổi cơn thịnh nội, kêu la, ta nói bao nhiêu lần rồi, miếu của ta bị tổ long phá hủy rồi. Dâng tấu chương xin các ngươi ban thưởng thần khí thiên đạo, các ngươi có để ý không? 2 năm qua các ngươi có để ý tới ta không? Giọng nói uy nghiêm kia im lặng một lúc, chắc là cha tìm hồ sơ, một lúc lâu sau mới từ tốn nói, tấu chương ngươi dâng lên không hợp quy cách, bị đưa về viết lại. Thổ địa thần châu tức giận tới mức run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, vì sao ta không nhận được tin tức này? Về miếu của ngươi đi, miếu của ta bị tổ long phá hủy rồi. Thế thì chẳng có cách nào, sao ngươi không tới miếu thổ địa của bộ châu khác dâng tấu chương? Dâng tấu chương ở miếu thổ địa bộ châu khác, đầu tiên phải có gì chứng minh được ta là thổ địa thần châu? Ta làm sao chứng minh được? Giọng nói kia đáp, ngươi dâng tấu chương lên thế giới thiên đạo, chúng ta mở chứng minh cho ngươi. Ta không cách nào dâng tấu chương lên thế giới thiên đạo nên mới phải tới dâng tấu chương nhờ ở miếu thổ địa của bộ châu khác. Giọng nói kia im lặng một lát rồi nói, thế thì không còn cách nào, ngươi phải nghĩ cách khác. Thổ địa thần châu nổi giận đùng đùng, vì sao ta phải nghĩ cách? Có phải chúng ta nóng lòng làm việc đâu? Thổ địa thần châu miệng sùi bọt mép, ngã ngửa dưới đất, run rẩy không thôi. Một lúc sau, thiên thần uy nghiêm kia nói, ngươi phải thay đổi cái tính nóng nảy này đi. Ngươi muốn thần khí thiên đạo cũng vô dụng, thần khí thiên đạo không có quyền giáng phạt hắn. Ngươi cũng không phải lo lắng, thiên thần điện là để phục vụ thần linh hạ giới các ngươi, sẽ không làm ngươi khó xử. Ta có một cách có thể tạm thời giải trừ nguy nan. Thổ địa thần châu nằm dưới đất, miệng vẫn sùi bọt mép, thi thoảng lại run rẩy một cái. Giọng nói uy nghiêm này lẩm bẩm, cách này là để thiên thần trong thiên thần điện, chiếu ảnh xuống hạ giới. Hắn thở dài, không phải thiên thần điện không muốn nhúng tay vào chuyện thế tục mà là không thể không nhúng tay. Thổ địa thần châu nhảy bật lên, cười nói, đa tạ thượng thần đã tác thành. Chư thần đưa mắt nhìn hắn rời khỏi thiên thần điện, một lúc lâu sau mới có giọng nói vang lên, đại nhân, chúng ta phải lo liệu chuyện này ư. Thần khí thiên đạo không có quyền giáng phạt, thế thì thiên thần đành phải ra tay. Giọng nói uy nghiêm kia cười nói, 48.000 năm trước, thế giới thiên đạo đại thanh tẩy, thế lực cũ kỹ khi xưa vẫn lạc, tân thần quật khởi. Nhưng quyền lực của cựu thần rất lớn, sau khi bọn chúng vẫn lạc, đương nhiên tân thần quật khởi nhưng lại không thể kế thừa quyền lực của cựu thần. Chúng ta không có quyền chủ động sử dụng thần khí thiên đạo, không có quyền can thiệp vào trần thế. Nhưng có lẽ, đây là cơ hội tốt để can thiệp vào trần thế. Chư thần im lặng, nhưng một tâm trạng kích động lan tràn trong thiên thần điện, hiển nhiên ngay cả thiên thần cũng khó mà giữ đạo tâm bình tĩnh. Một giọng nói lên tiếng, đại nhân, lần này can thiệp vào trần thế, nếu không thành công, cấp trên trách phạt. Giọng nói uy nghiêm kia cười nói, chẳng phải có kẻ gánh tội thay rồi à. Chúng ta cứ trút hết tội lỗi lên đầu thổ địa thần châu, hắn chỉ có há miệng chứ nói gì được chúng ta. Nhiều người nói thì là đúng, tội đã đổ lên đầu, hắn cũng chẳng thể phản bác được. Chư thần vui vẻ phục tùng, khâm phục không thôi. Thổ địa thần châu trở lại thành đá, tìm Bắc thần tử, báo lại chuyện này. Bắc thần tử trầm ngâm một lúc rồi nói, đạo huynh, thiên thần chiếu ảnh lên tượng thần chủ động giám lâm trần thế, đương nhiên đây là chuyện tốt. Nhưng chuyện này huyên náo quá lớn, nếu cấp trên trách phạt. Thổ địa thần châu cười nói, hai chúng ta chỉ là nhân vật nhỏ, khoảnh khắc thiên thần hạ phàm, trách nhiệm đã không phải trên đầu chúng ta, có phạt cũng là phạt thủ lĩnh ở thiên thần điện. Bắc thần tử lập tức hiểu ra, tán thưởng liên tục nói, ta nhận được tin tức về Hứa Ứng, hắn đến Cửu Long Sơn. Thổ địa thần châu tinh thần phấn chấn nói, chúng ta lập tức tới Cửu Long Sơn. Hứa Ứng còn đang tập trung loại trừ đạo văn chữ tù, trên đường đi tới y đã phá giải được phong ấn thân thể của hơn 30 kiếp. Dần dà, y phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Đó là mỗi lần y phá vỡ một phong ấn thân thể là cảm thấy thân thể của mình vững chắc thêm một phần. Chuyện này hết sức kỳ lạ. Đạo văn chữ tù phong ấn thân thể, đám người Bạch Thu Tư sẽ phong ấn thân thể mỗi kiếp của y tới mức không còn bất cứ dấu hiệu nào của việc tu luyện. Trở thành phàm nhân tới không thể phàm nhân hơn, sau đó ném y vào giữa những phàm nhân. Chuyện này cũng mang ý nghĩa thành tựu thân thể của mỗi kiếp sẽ lưu lại trong phong ấn chứ không phải bị xóa bỏ. Bao giờ Hứa Ứng mở được một phong ấn là thành tựu của thân thể trong kiếp đó sẽ quay trở về.
Tuy Hứa Ứng chỉ muốn ký ức quay trở lại, nhưng thành tựu của thân thể quay lại cũng coi như có còn hơn không. Hình như thành tựu thân thể những kiếp trước của ta đều không cao. Hứa Ứng quan sát một hồi, 33 kiếp này y chỉ tu luyện thái nhất đạo dẫn công, tu luyện thái nhất đạo dẫn công tới thải khí kỳ đại thành thì mạnh được đến đâu. Hứa Ứng phá giải tới kiếp thứ 45, gặp được một bản thân tương đối cường đại, tu luyện thân thể tới mức ngang với bản thân hiện tại. Hứa Ứng không khỏi hiếu kỳ, đẩy về 45 kiếp trước, khi đó ta là người ra sao? Sao thân thể lại mạnh mẽ như vậy? Ta lợi hại đến nhường nào mà hắn có thể sánh ngang với ta? Khi phá giải phong ấn thân thể này, y phát hiện khi đó mình là một đại na, tu luyện một loại na pháp bí tàng giáng cung. Hóa ra khi đó, ta là một gốc rau hẹ, còn chưa kịp bị thu hoạch thì đám người Bắc thần tử đã tới xóa ký ức, phong ấn, ném vào trong góc núi nào đó. Hứa Ứng thầm nghĩ, nhưng ngay lúc này giọng nói của Tiết Doanh An lại ngắt dòng suy nghĩ của y. Hứa huynh, Hứa huynh, sư phụ ta ở đằng kia. Hứa Ứng giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy bọn họ đã đi vào trong Cửu Long Sơn từ lúc nào chẳng hay. Cửu Long Sơn nguy nga hùng vĩ, bao la bát ngát, như 9 con rồng cùng nằm nhoài, đầu rồng hướng vào trong, cùng nâng một ngọn tiên sơn. Ngọn núi mà Cửu Long cùng nâng đó chính là Cửu Thái Lĩnh. Trên dốc núi trồng đầy rau hẹ xanh mơn mởn, mọc rậm rạp, đang có nông dân trong đồng ruộng vung liềm cắt rau hẹ. Hứa Ứng nhìn quanh, nghi hoặc, Doanh An, sư phụ ngươi là vị nào? Tiết Doanh An chỉ vào người đang cắt rau hẹ trong ruộng, cười nói, kia chính là sư phụ ta. Trong lúc trò chuyện, Lý Tiêu Khách đứng thẳng người lên, hắn mặc y phục nhà nông, một tay cầm liềm, một tay cầm mớ rau hẹ. Vẻ mặt tươi cười nhìn Hứa Ứng, cười ha hả nói, cố nhân trùng phùng, vì vậy kẻ hèn này cắt chút đồ nhắm. Thần tiên bất lão, ta còn chưa cắt xong, có muốn tham gia không? Chương 326, luận về rau hẹ, 1. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, cười nói, được, ta còn chưa trồng rau hẹ bao giờ, nói gì tới cắt rau hẹ. Y mỉm cười đi tới, Lý Tiêu Khách đưa y một lưỡi liềm. Hứa Ứng cầm liềm, quan sát một hồi, đây là lưỡi liềm bình thường, không khác gì lưỡi liềm của nhà nông bình thường, lưỡi đao cong vào trong, khá sắc bén. Quả chuông đầu tiên trốn trong đầu ngoan thất, sau lại thấp thỏm bất an chạy ra, nhưng không dám gặp mặt Lý Tiêu Khách, lại trốn trong khu vực hy di của ngoan thất, bị ngoan thất đuổi ra ngoài. Vách chuông cứng đờ, lê ma lê mề bay tới, im lặng một lúc rồi mới run rẩy gọi một tiếng, chủ nhân. Lý Tiêu Khách quan sát một lượt, lúc này mới nhận ra nó, mỉm cười ôn hòa, ngươi là chấn ma chung mà ta chế tạo. Ngươi là... Hắn quan sát quả chuông từ trên xuống dưới, có vẻ nhận ra nó nhưng vẫn do dự. Quả chuông vội vàng nói, trên người ta bị khắc phù văn khác, chẳng trách chủ nhân không nhận ra. Ta là quả chuông đồng trên tiểu thạch sơn, nó rất mong chờ. Lý Tiêu Khách hiểu ra, cười sang sảng nói, hóa ra là quả chuông đồng ta đặt trên tiểu thạch sơn. Quả chuông vui vẻ nói, chủ nhân nhận ra ta rồi. Lý Tiêu Khách nói, đương nhiên nhận ra rồi. Ngươi là dị bảo mà ta chế tạo, ta dùng ngươi trấn áp một thiên thần làm loạn. Thiên thần này sau khi hạ giới đã làm nhiều việc ác, giết hại bách tính Vĩnh Châu. Khó khăn lắm ta mới bắt được hắn nhưng không thể giết được hắn, cuối cùng quyết định trấn áp hắn trong tiểu thạch sơn, bố trí miếu thờ, treo ngươi ở đó. Đây là trận chiến kiêu hãnh của hắn, đương nhiên vẫn nhớ rất rõ. Quả chuông vui vẻ nói, chủ nhân còn trấn áp cả thanh bích yêu nữ nữa. Yêu nữ kia làm nhiều việc ác, giết hại Trung Lương, cũng bị chủ nhân trấn áp cùng thiên thần. Sắc mặt Lý Tiêu Khách hơi đổi, nói, chuyện này, ta không nhớ lắm. Hứa đạo hữu. Hắn quay sang cười nói với Hứa Ứng, đến đây nào, ta và đạo hữu lâu rồi không gặp, đang muốn trò chuyện một chút. Chúng ta vừa cắt rau hẹ vừa nói. Được. Hứa Ứng quan sát hắn, chỉ thấy vóc dáng Lý Tiêu Khách khá cao to, quần áo mang phong cách thời Hán, thích mặc áo đen đai đỏ. Khóe miệng hắn có ít râu nhưng được cắt tỉa chỉnh tề thành hai hàng ria. Tuy xuống làm việc nông nhưng y phục của hắn vẫn chỉnh tề như mới, không hề nhăn nheo lấm bẩn, cho dù đi lại trong ruộng rau hẹ cũng không dính chút màu xanh nào. Trông hắn như mới 30, không thể nhìn ra là lão quái vật đã hơn 3.000 tuổi, làn da trắng trẻo, được chăm sóc rất tốt. Móng tay hắn cũng được cắt tỉa rất chỉnh tề, mỗi cái móng tay đều sát chỗ thịt, không thừa không thiếu một chút. Lông mày của hắn cũng được cắt tỉa cân xứng, số lượng lông mày hai bên phải đồng đều tuyệt đối.
Tuy chỉ quan sát trong thời gian ngắn ngủi nhưng Hứa Ứng cũng nhìn ra được Lý Tiêu Khách là người cực kỳ thích sạch sẽ, theo đuổi đối xứng hoàn mỹ tuyệt đối. Đối với Lý Tiêu Khách mà nói, lúc này Ngài Chuông đã không phải pháp bảo mà hắn ưa thích, vì bây giờ Ngài Chuông đã không là đối xứng hoàn mỹ nữa. Hứa Ứng thầm nghĩ, hơn nữa trên người Ngài Chuông có dấu ấn của người khác, đây là chuyện khiến hắn khó chịu. Hứa Ứng từng gặp loại người này, theo đuổi hoàn mỹ tuyệt đối, cũng như gia chủ Bùi gia Bùi Độ ở Thần Đô. Y lặng lẽ quan sát, thầm ghi nhớ, cúi người cùng cắt rau hẹ với Lý Tiêu Khách. Lý Tiêu Khách cười nói, chắc chắn Hứa đạo hữu chưa từng trồng rau hẹ. Hứa Ứng thỉnh giáo, xin rửa tai lắng nghe. Lý Tiêu Khách nói, trồng rau hẹ nhất định phải chọn giống. Hạ giống được chọn nhất định phải tốt, phải sung mãn, trồng tốt thì lúc đầu sinh trưởng mới tốt, rau hẹ mọc ra mới cao lớn, nhiều chất dịch, hương thơm. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, cười nói, loại hạt giống rau hẹ tốt như vậy cũng không có nhiều. Lý Tiêu Khách cảm thán, cho nên người trồng trọt chúng ta tìm kiếm hạt giống khắp nơi không thấy thì phải gây giống trước. Chọn một số hạt giống tốt từ những rau hẹ đã trồng, tạm thời không cắt, đợi chúng dài ra, đơm hoa kết trái. Sau đó chúng ta sẽ có hạt giống tốt. Ngươi tìm hạt giống tốt khắp núi còn không bằng tự mình gây giống. Hứa Ứng như đang suy nghĩ, nhìn sang phía Tiết Doanh An. Tiết Doanh An hưng phấn nói, Hứa huynh, sư phụ ta gây giống rất giỏi. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, nhìn sang phía Lý Tiêu Khách, dò hỏi, sau khi gây giống thì sao? Lý Tiêu Khách cười nói, ngươi còn phải tìm một mảnh đất tốt. Trong mảnh đất này đất đai phải phì nhiêu, lượng nước dồi dào, còn phải có ánh nắng chiếu vào mới có thể sinh trưởng tốt. Còn phải bón phân, phải chăm sóc, tránh bị dã thú chà đạp, nhất là lợn ở lân cận. Lợn thích rau hẹ, ngươi còn chưa kịp thu hoạch, lợn đã ủi hết rau hẹ mà. Ngươi vất vả vun trồng. Hứa Ứng như có suy nghĩ, lại nhìn sang phía Tiết Doanh An. Tiết Doanh An hai mắt sáng rực, cười nói, Hứa huynh, ta cảm thấy tuy sư phụ nói chuyện trồng rau hẹ, nhưng trong đó lại có rất nhiều đạo lý làm người. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, nói với Lý Tiêu Khách, thế sau khi trồng rau hẹ thì sao? Lý Tiêu Khách nói, sau khi trồng rau hẹ chính là lúc thu hoạch. Rau hẹ là cây lâu năm, rau hẹ cắt một lần, ngươi cứ để mặc nó đấy, nó sẽ tự sinh trưởng, 20 ngày sau lại có thể cắt lần nữa. Ngươi phải chọn ngày trời nắng để cắt, không được cắt vào ngày nhiều mây dễ cắt nát dễ. Hắn cúi người dạy Hứa Ứng cách cắt rau hẹ, nói, ví dụ như hôm nay là ngày trời nắng, hôm nay rau hẹ rất vui vẻ, dáng rất cao lại non, thích hợp để cắt. Ngươi đừng cắt hết một lượt, ngươi phải chừa lại chút rễ, để lại chút tưởng niệm cho đám rau hẹ. Ngươi phải để dài như vậy. Ngón tay hắn ước lượng gốc rễ rau hẹ một chút, cao khoảng 3 ngón tay, nói, cắt tới vị trí này, rau hẹ rất đau nhưng không tới mức chết. Không phải lo cho chúng, sinh mệnh của chúng rất cứng cỏi, không bao lâu sau sẽ tự chữa cho mình sau đó tự mọc mầm non. Hứa Ứng như có suy nghĩ, liếc mắt sang Tiết Doanh An. Lý Tiêu Khách tập trung dạy bảo, nói, còn một bí quyết nữa là đao của ngươi. Đao của ngươi phải thật sắc bén, vung đao phải nhanh, xuất đao phải thẳng. Sắc, nhanh, thẳng, như vậy cắt rau hẹ sẽ không bị cao thấp bất đồng, rau hẹ mới không chết. Hứa Ứng cười nói, tuy đám rau hẹ thầm oán hận, nhưng chúng ta xuất đao rất phẳng, mọi người đều bị cắt chỉnh tề, cho nên bọn chúng sẽ không oán trách chúng ta không công bằng. Lý Tiêu Khách cười ha hả nói, Hứa đạo hữu không hổ là lão thần tiên, nghe cái là hiểu, hiểu cái là thông. Cắt rau hẹ này còn có thủ tục. Hắn cười nói, ngươi cần rắc chút cho vào vết cắt của rau hẹ. Cho than có thể tiêu độc, giảm nhiệt, giúp vết thương mau khép lại. Vết thương của đám rau hẹ khép lại, sẽ hết đau, chúng sẽ mọc càng tốt hơn. Hứa Ứng ngẩng đầu quan sát bốn phía ruộng rau, cảm khái nói, chẳng trách nơi này gọi là Cửu Thái Lĩnh. Núi không cao nhưng có tiên nhân, Lý đạo hữu ở nơi này, giỏi về trồng rau hẹ cắt rau hẹ, đặt tên là Cửu Thái Lĩnh là không gì hợp hơn. Lý Tiêu Khách cười nói, nếu Hứa đạo hữu tới học về rau hẹ, thế thì mới biết sơ qua thôi. Điểm quan trọng nhất của rau hẹ là ở ăn. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 327, luận về rau hẹ 2. Hắn đưa lưỡi liềm cho Tiết Doanh An, ra khỏi ruộng rau hẹ, lệnh cho mấy đệ tử trên bờ ruộng tới thu rau hẹ đã cắt xong, đưa lên núi giao cho nhà bếp. Lý Tiêu Khách giơ tay mời, cười nói, Hứa đạo hữu, học vấn về ăn rau hẹ rất cao thâm.
Đầu tiên ngươi phải để ý ruộng của mình, tránh cho loại không có mắt nhắm tới rau hẹ nhà ngươi, cắt rau hẹ của ngươi. Hứa Ứng gật đầu vỗ tay nói, cho nên nhất định phải đánh dấu tốt một mẫu ba phần đất của mình. Đầu tiên đánh dấu lên ruộng rau của mình, nói cho người khác biết đây là ruộng rau hẹ mình trồng, các ngươi không được động vào. Lý Tiêu Khách cười nói, nếu có người khác tới cướp, đầu tiên phải dùng ngôn ngữ khuyên bảo, khuyên không được mới có thể đánh. Dù sao thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cắt rau hẹ xong là có thể ăn. Ăn sống, giòn, cay, khi nuốt vào trong cổ họng còn dãy ruộng, hương vị rất tươi. Cổ họng hắn nhấp nhô, có vẻ không chờ nổi, ăn chín càng tuyệt. Thi thoảng mới ăn sống một lần cho đã nghiền là được, đồ chín mới là chính đạo. Đầu tiên xin đề cử rau hẹ nướng. Hắn mỉm cười nói, chuẩn bị sẵn sàng dầu muối gia vị, cắm rau hẹ thành từng chuỗi, bôi hương liệu dầu muối, đặt lên lửa nướng. Lúc nướng còn có tiếng lép bép, cắn một cái khóe miệng đẫm dầu, miệng nóng bỏng, cực kỳ ngon miệng. Ngoan Thất nghe hắn nói vậy chảy nước miếng, thầm nghĩ có phải Lý Tiêu Khách nói tới rau hẹ thật không? Nếu không thích ăn như vậy còn có thể xào lên ăn. Xào với thịt cũng được mà xào với trứng cũng được, xào như rau xanh cũng được, đều có vị mặn kỳ diệu, không phải thịt mà hơn cả thịt. Còn có thể làm sủi cảo, hấp bánh bao, nhân bánh nướng, muối mỡ lợn, đều thơm ngon. Lý Tiêu Khách nói, cách ăn rau hẹ tốt nhất là ăn cùng miến, cắt nát miến ra, trộn cùng rau hẹ, một miếng bánh phở rau hẹ thơm tới mức ngươi ngủ không yên. Ngoan Thất ngơ ngơ ngác ngác, dò hỏi, Lý tiền bối, ngươi đang nói rau hẹ ư? Lý Tiêu Khách cười ha hả nói, ngươi nghĩ sao? Ngoan Thất cười nói, ta còn tưởng ngươi nói người. Lý Tiêu Khách la lên, thế chẳng phải ăn thịt người à? Có lý nào lại như vậy? Hứa Ứng dò hỏi, Lý đạo hữu, vì sao chúng ta phải cắt rau hẹ ăn rau hẹ? Lý Tiêu Khách mỉm cười, rau hẹ ăn ngon, rau hẹ dễ nuôi, cắt một gốc rau hẹ vẫn còn lại gốc, ăn rau hẹ còn tráng dương, tăng cường thực lực của chúng ta, vì sao lại không ăn rau hẹ? Hứa Ứng nghe vậy cũng không nhịn được chần chừ, dò hỏi, Lý đạo hữu nói rau hẹ thật à? Lý Tiêu Khách cười ha hả, rung hai tay áo, tăng tốc độ, nhanh chân đi lên trên núi, giọng điệu thản nhiên, ngươi cứ coi là rau hẹ đi. Quả chuông hưng phấn khó tả, nhanh chóng bay qua, bồng bềnh trên đỉnh đầu Lý Tiêu Khách, giúp hắn che nắng. Hứa Ứng trầm ngâm, rảo bước đuổi theo hắn. Tiết Doanh An từ phía sau chạy tới, cười nói, có phải sư phụ ta nói chuyện rất có triết lý không? Hứa Ứng cảm khái, đúng vậy, một lời nói của sư phụ ngươi hơn cả ta đọc sách 10 năm. Ngoan Thất không nhịn được nói, A Ứng, ngươi có đọc sách đến 10 năm đâu, đừng có bôi vàng lên mặt mình. Khi ngươi đi theo ta mới bắt đầu đọc sách, lúc trước chỉ là bất học vô thuật. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, thầm nghĩ, đạo văn chữ ngữ không cần phá giải. Để thêm một thời gian, bọn họ đi lên núi, chỉ thấy tuy cái tên Cửu Thái Lĩnh hơi dân dã, nhưng thật ra lại là một tòa kỳ sơn bất phàm, có nhiều cây cao đá tảng, suối phun thác chảy, thế núi cũng rất hiểm trở. Kỳ lạ nhất là trong núi có một hẻm núi vắt ngang qua sườn núi, dưới hẻm núi sâu không lường được, một phía khác của hẻm núi giấu trong làn sương mù nồng nặc. Lý Tiêu Khách đi phía trước, xuyên qua làn sương, thân hình biến mất. Hứa Ứng cũng đi theo sau, xuyên qua làn sương này, chỉ cảm thấy như xuyên qua vách ngăn không gian dày đặc, trong lòng hơi động. Sau khi y ra khỏi làn sương, trước mặt là vầng mặt trời đang buổi chiều, đây là một thế giới khác. Năm đó một loạt luyện khí sĩ như Lý Tiêu Khách tiến hành thiên nhân cảm ứng, thành lập cảm ứng với tồn tại cường đại và thần bí của thế giới khác. Những tồn tại cường đại thần bí đó truyền thụ cho bọn họ pháp môn giao cảm cao thâm hơn. Kết quả, khi đó luyện khí sĩ và na thuật kết hợp, khai sáng ra thiên nhân cảm ứng, khiến cho bầu trời vặn vẹo, mặt đất bị xé rách, khiến thiên địa rơi vào thâm uyên. Những tồn tại cường đại thần bí đó không giống với thiên thần trên thiên giới, mọi người gọi là dị thần. Hứa Ứng dừng bước nhìn sang thế giới khác, chỉ thấy một nửa khác của Cửu Thái Lĩnh từ trên bầu trời nhô ra, rủ xuống nghiêng nghiêng, cách mặt đất của dị giới hơn 10 dặm. Y nhìn về phương xa, bầu trời xa xăm còn có dãy núi hồ nước, thậm chí còn có mặt biển xuất hiện trên bầu trời tàn tạ của dị giới. Bầu trời đó không phải màu xanh lam mà là màu đỏ đen như máu bầm. Không khí nơi này cũng cực kỳ dơ bẩn, trong không khí tràn ngập mùi thối của lưu huỳnh, hít thở thôi cũng khiến cổ họng cảm thấy khó chịu. Thiên địa linh khí ở nơi này có vẻ cực kỳ mỏng manh. Hứa Ứng cảm nhận, hầu như không cảm thấy bất cứ thiên địa linh khí nào,
thậm chí mặt trời buổi chiều chiếu xuống cũng không có bao nhiêu tinh hoa thái dương. Thế giới của Cửu Thái Lĩnh có vẻ hoàn toàn không thích hợp cho việc tu luyện. Chẳng lẽ những luyện khí sĩ trong thiên địa bị phong ấn năm xưa cũng là giao hẹ của người khác? Y nghĩ thầm trong lòng. Hứa Ứng vừa nghĩ đến đây đột nhiên thấy phía sau có ánh sáng chiếu tới. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vầng thái dương khác từ từ bay lên sau lưng y. Ánh nắng của vầng mặt trời vừa rồi không mang chút tinh hoa thái dương nào. Nhưng vầng mặt trời vừa mọc lên lại ẩn chứa tinh hoa thái dương nồng nặc, linh khí dồi dào. Thực vật lúc trước còn nửa sống nửa chết, giờ sinh trưởng điên cuồng, đám động vật nhỏ trong núi lúc này cũng ra sức ăn uống. Các đệ tử của Lý Tiêu Khách cũng ra ngoài, đón lấy vầng mặt trời này tu luyện. Không ngờ số lượng đệ tử của hắn lại không ít, có tới 200-300 người. Hứa Ứng thấy mọi người tế ra từng viên kim đan, lơ lửng giữa không trung, kim quang lấp lóe, kim đan đều được luyện tới mức cực kỳ thuần túy. Tu vi mỗi người đều không kém, có một số đệ tử còn thi triển thần thông kiếm pháp, hết sức tinh diệu. Hứa Ứng theo Lý Tiêu Khách đi thẳng về phía trước, chỉ thấy có đệ tử nhìn nhau qua quả núi, cách xa hơn 10 dặm, khống chế phi kiếm giao chiến, kiếm pháp sắc bén, cực kỳ bất phàm. Hứa Ứng dừng chân quan sát, tìm hiểu được một chiêu nửa thức từ kiếm pháp của họ, trong lòng thầm khen, Lý Tiêu Khách đúng là đại tông sư. Kiếm thuật của hắn đã nhập đạo, đăng phong tạo cực. Lúc này trong hẻm núi có người tu luyện kiếm chiêu, hóa thành một luồng kiếm khí to lớn như rồng, bay dọc hẻm núi, thanh thế kinh người. Con rồng kiếm khí đó do vô số kiếm khí tạo thành, quấn quanh người ngự kiếm, còn tinh diệu hơn cả cột kiếm mà Tiết Doanh An từng thi triển. Con rồng kiếm khí của người này như rồng thật, có thể đổi hướng giữa không trung, biến hóa phức tạp, không thẳng thắn như kiếm thuật của Tiết Doanh An. Chương 328, trận chiến giữa hai quả chuông, 1. Con rồng kiếm khí bay lượn sát hẻm núi, xoay tròn lao lên trên, đột nhiên tới giữa không trung lại tạo thành một đám mây kiếm khí. Đứng trên kiếm vân là thiếu nữ váy vàng, quát lên một tiếng, chỉ thấy trong mây có ba luồng kiếm quang khổng lồ lao. Bay lượn trên không trung, ba luồng kiếm quang giao nhau, đánh tới đánh lui, hung ác không gì sánh được. Kiếm thuật hay lắm, Hứa Ứng dừng chân, tán thưởng từ tận đáy lòng. Giọng nói Lý Tiêu Khách vang lên từ phía trước, cười nói, Hứa đạo hữu, mời sang bên này. Hứa Ứng đi theo hắn, được dẫn tới tiêu giao điện trên Cửu Thái Lĩnh, chỉ thấy một quả chuông màu vàng óng mang theo vạn luồng hào quang, còn rực rỡ hơn mặt trời của thế giới này. Quả chuông này toàn thân màu vàng, sáng chói tới mức người ta khó mà nhìn thẳng, chắc hẳn là tiêu giao chung. Hứa Ứng lập tức cảm thấy quả chuông có cảm xúc thù địch, bèn ho khan một tiếng nói, Lý đạo hữu, năm xưa ngươi luyện chuông trấn áp thiên ma, có phải pháp bảo được luyện cũng chia bản chính bản sao? Lý Tiêu Khách nghiêm nghị nói, ta đối xử với tất cả pháp bảo như nhau, sao lại chia bản chính bản sao? Trong lòng ta tất cả những pháp bảo mà ta luyện chế đều là duy nhất. Quả chuông cảm động khó tả. Ngoan thất nói nhỏ, rau hẹ tiêu giao điện, nhà bếp đã chuẩn bị tiệc rau hẹ xong, nướng hấp nấu xào, đủ những phương pháp nấu rau hẹ, đầy một bàn, chẳng qua mùi hơi hăng. Lý Tiêu Khách mời Hứa Ứng vào chỗ, nghiêm nghị nói, đây là quy cách tiếp khách cao nhất của Cửu Long Sơn chúng ta, mong Hứa đạo hữu không ghét bỏ, nghĩ chúng ta thô kệch. Nào dám, Hứa Ứng ngồi xuống, quả chuông thấy vậy lẳng lặng bay ra ngoài, đi lên nóc điện. Chỉ thấy quả chuông vàng kia treo trên không trung của đại điện, đang xoay tròn không nhanh không chậm. Phía ngoài chuông vàng hiện lên rất nhiều dấu ấn sâu trầm, nhật nguyệt giang sơn, vạn vật vạn loại, được đơn giản hóa thành hình khắc. Tuy hình khắc rất đơn giản nhưng khi chuông vàng kích hoạt, những hình khắc đó hóa thành ánh sáng, chiếu khắp bốn. Phía là thấy được nhật nguyệt giang sơn, dòng sông hồ nước, chim thú trùng cá, đủ loại dị tượng bay khỏi vách chuông. Bọn chúng cực kỳ sống động, cứ như vật thực, lưu dấu khắp bốn phía thiên địa Cửu Long Sơn, khiến bên trong tạo thành một vách ngăn với bên ngoài, bảo vệ Cửu Long Sơn. Quả chuông thấy vậy chỉ cảm thấy dấu ấn trên người mình ảm đạm phai mờ. Đương nhiên nó có thể tỏa ra tường ánh sáng bất phàm, hình thành chuông bên ngoài chuông, nhưng đó là tuyệt học thi triển lúc liều mạng. Còn tiêu giao chung chỉ xoay một vòng là dấu ấn vạn vật vạn loại bộc phát một lần, không ngừng bảo vệ Cửu Long Sơn, từ nặng hóa nhẹ, cực kỳ thong dong. Chỉ riêng điểm này thôi, nó đã thua rồi. Ngươi là tiêu giao chung. Quả chuông lúng ta lúng túng nói với chuông vàng, ta cũng là pháp bảo do chủ nhân luyện chế. Chúng ta là hai anh em, ngươi đi theo bên cạnh chủ nhân, ta ở lại trấn ma trên Tiểu Thạch Sơn.
sự tồn tại của chúng ta đều quan trọng đối với chủ nhân, không phân biệt giàu nghèo. Tiêu Dao Trung vẫn xoay tròn không nhanh không chậm, cũng không để ý tới nó. Quả chuông cười nói, chủ nhân chế tạo ngươi thật đẹp. Lúc đầu được luyện thành ta cũng có màu vàng, ta biết. Thần thức của Tiêu Dao Trung sao động, cuối cùng cũng uể oải đáp lại một câu, khi Lý Đạo Hữu chế tạo ngươi, ta cũng ở bên cạnh, khi đó ngươi rất ngay ngắn. Nhưng khi đó ngươi không có màu vàng, màu của ngươi là màu đồng thau. Quả chuông ngơ ngác, gắng gượng cười nói, màu đồng thau chỉ kém màu vàng một chút thôi, khác biệt không lớn. Chênh lệch rất lớn. Tiêu Dao Trung nghiêm nghị nói, chênh lệch giữa ngươi và ta chính là chênh lệch giữa vàng và đồng. Khi Lý Đạo Hữu chế tạo ngươi chỉ là tìm chút đồng thau, chế thành quả chuông, sao chép số dấu ấn của ta khắc vào cơ thể ngươi. Nhưng khi Lý Đạo Hữu chế tạo ta lại phải tìm dị bảo khắp thiên hạ, hái Nam Sơn Kim Tinh, luyện Thái Sơn Chi Tinh, hái kim thạch của dị tinh nơi thiên ngoại, trộm lấy tiên hỏa rồi rèn luyện hết ngày tới đêm, 49 năm mới luyện thành. Sau đó hắn đặt ta vào khu vực hy di của hắn, thả trong Ngọc Kinh Huyền Quan, mượn thiên địa đạo đạo mà mình tu được không ngừng khắc dấu, trăm năm mới xong. Quả chuông nghe vậy trong lòng chua xót, cười nói, ta cũng thế. Chủ nhân nói trong lòng người pháp bảo không phân biệt sang hèn. Tiêu Dao Trung thản nhiên nói, ngươi thì khác. Lý Đạo Hữu chế tạo ta phải mất tổng cộng 150 năm, trong 150 năm đó tu vi của hắn không tiến mà lùi. Nhưng chế tạo ngươi hắn chỉ mất có 3-4 ngày, không tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, nó dùng giọng điệu ngạo nghễ nói, đừng bảo là pháp bảo không phân biệt sang hèn, nói xong câu này chính ngươi có tin không? Có một số pháp bảo khi vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, có một số pháp bảo khi vừa xuất thế đã là màu đồng xanh cấp thấp. Ngươi tưởng chúng ta làm việc giống nhau chắc? Quả chuông tức giận nói, có gì mà không giống? Ngươi ở đây gió, táp mưa xa, ta ở Tiểu Thạch Sơn còn có căn đình che chắn, ngươi còn chẳng bằng ta. Tiêu Dao Trung khinh thường nói, đúng là Lý Đạo Hữu đối xử với tất cả pháp bảo như nhau, nhưng đó là đối với pháp bảo. Còn ta thì khác, ta là đạo hữu của hắn, không phải pháp bảo của hắn. Pháp bảo dùng hỏng thì ném, còn đạo hữu theo nhau cả đời. Giọng điệu của nó vẻ thương hại, thản nhiên nói, hắn và ta gọi nhau là đạo hữu vì hắn tiến bộ ta cũng tiến bộ. Ta theo hắn cùng phi thăng, đi vào tiên giới, trở thành tiên khí hộ đạo của hắn. Ngươi, pháp bảo chế từ đồng thau, trong đồng còn có nhiều tạp chất. Ngươi có xứng phi thăng cùng Lý Đạo Hữu không? Quả chuông lắp bắp nói, ta giúp chủ nhân trấn ma 3.000 năm, ngươi làm được gì cho chủ nhân? Tiêu Dao Trung nói, ngươi là pháp bảo, ta là đạo hữu. Ta không cần làm gì vì Lý Đạo Hữu, thậm chí Lý Đạo Hữu còn làm rất nhiều chuyện vì ta. Huống chi, ta bảo vệ Cửu Long Sơn, bảo vệ cơ nghiệp cho Lý Đạo Hữu, nói tới chuyện công lao cực khổ ngươi cũng kém xa ta. Quả chuông giận không kiềm nổi, tên hàng giỏm nhà ngươi phách lối cái nỗi gì, có giỏi thì đọ sức một phen. Tiêu Dao Trung cười lạnh, ngươi tự tìm đường chết đấy à. Trong Tiêu Dao điện, Hứa Ứng và Lý Tiêu Khách nâng chén. Lý Tiêu Khách cười nói, chúng ta đã 3.000 năm rồi chưa gặp mặt. 3.000 năm sau không ngờ lại có thể đoàn tụ. 3.000 năm không gặp mặt mà ngươi vẫn hệt như xưa, dung mạo không hề thay đổi. Hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu. Hứa Ứng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, rượu cay chảy xuống họng, hơi nóng không gì sánh được. Y ho khan một tiếng, cười nói, ta thấy Lý Đạo Hữu đâu có già đi, chắc có thuật chú nhan. Lý Tiêu Khách cười ha hả nói, thuở nhỏ ta học pháp thuật thần tiên, nhưng chẳng mấy chốc lại bị người khác cho biết thuật thần tiên không thể trường sinh. Vì vậy ta chán nản, trốn trong góc nhận vài đệ tử sống tạm qua ngày. Hứa Đạo Hữu thấy ta không già, thật ra thân thể ta không sống được bao lâu nữa. Hắn thổn thức không thôi, Hứa Ứng cũng không nhìn ra được là thật hay giả. Lý Đạo Hữu, Từ Phúc có tới tìm các hạ không? Hứa Ứng đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi, hắn nói gì mà các hạ đổi ý, lại rời núi lần nữa. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 329, trận chiến giữa hai quả chuông, 2. Lý Tiêu Khách gắp rau hẹ trứng gà, thản nhiên nói, hắn chỉ làm một việc. Hắn đứng trên phương trượng tiên sơn, bảo ta thoải mái thi triển thủ đoạn mạnh nhất quyết đấu với hắn. Hứa Ứng nhướng mày, đợi hắn nói tiếp. Lý Tiêu Khách đặt đũa xuống, sắc mặt dầu dĩ nói, 3.000 năm trước danh hiệu của ta là Trung Kiếm Song Tuyệt, dựa vào một kiếm một chuông.
Tuy không tới mức đánh khắp thiên hạ không địch thủ, nhưng cũng hiếm khi gặp nhân vật nào sánh vai được với mình. Nhưng trận chiến đó, ta thua. Hứa Ứng thầm giật mình. Lý Tiêu Khách cảm khái, ta ẩn nấp 3.000 năm, tự cho là trong 3.000 năm này tu vi tiến bộ mãnh liệt. Không ngừng tưởng tượng mình sẽ vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân tiêu dao tự tại không có bất cứ gông xiềng gì. Nhưng trận chiến đó khiến ta đột nhiên tỉnh táo lại. Ha ha, con đường này trông thì đúng đắn nhưng chưa chắc đã chính xác. Hứa Ứng dò hỏi, Lý đạo hữu vận dụng lục bí cũng không thể thắng được Từ Phúc. Lý Tiêu Khách kinh ngạc, nghi hoặc nói, Hứa đạo hữu nói vậy là sao? Nhân thể lục bí chỉ là tiểu thuật, chẳng qua chỉ là luyện khí không thành, bất đắc dĩ phải đi lên đường tà đạo. Ta là luyện khí sĩ đường đường chính chính, sao lại tu luyện lục bí? Doanh An, ngươi tới nói cho Hứa đạo hữu bình thường ta đánh giá lục bí ra sao? Tiết Doanh An nghiêm mặt nói, sư phụ luôn dạy bảo chúng ta, thân thể lục bí là bàng môn tà đạo, phương pháp tốc thành, tu luyện chỉ tổ cắt đứt con đường thành tiên. Hứa Ứng đẩy đĩa sủi cảo rau hẹ miến tới trước mặt Tiết Doanh An, cười nói, Doanh An, ngươi và thất gia bưng cái này tới cho ngài chuông, nó thích ăn cái này. Tiết Doanh An vội vàng bưng sủi cảo, cùng ngoan thất ra khỏi tiêu giao điện, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, đợi đã, ngài chuông là một quả chuông mà. Chuông thì làm sao ăn sủi cảo? Trong điện, Hứa Ứng nhìn Lý Tiêu Khách, như cười như không nói, Lý đạo hữu, 3.000 năm nay không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chúng ta đã gặp nhau một lần, lần gần nhất là 2 năm trước, hơn nữa ngươi giao thủ với Từ Phúc không phải chỉ một lần. Vẻ mặt Lý Tiêu Khách vẫn tươi cười nói, sao lại nói vậy? Hứa Ứng cười nói, thói quen một của một người rất khó thay đổi. Trong lăng mộ Ly Sơn, quần áo trang sức râu tóc của ngươi đều cực kỳ cẩn thận chi tiết, không có chỗ nào lộn xộn. Ngươi dẫn chúng ta đi tìm cửu đỉnh, còn nhớ không? Lý Tiêu Khách à một tiếng, kinh ngạc nói, còn có chuyện này. Hứa Ứng lại nói, khi đó ngươi nấp trong thân thể nguyên vô kế, ngươi từng đánh với Từ Phúc một trận. Ngươi nhận ra hắn được như vậy là vì đứng trên tiên sơn, định đuổi hắn ra khỏi tiên sơn. Làm sao ngươi nhận ra hắn đứng trên tiên sơn? Thân thể Lý Tiêu Khách nghiêng về phía trước, cười nói, làm sao ta nhìn ra? Hứa Ứng nói, vì 4 năm trước Từ Phúc từng tới tìm ngươi rồi. Trong trận chiến đó, hắn đánh bại ngươi. 4 năm qua đi, ngươi rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng cũng tìm được nhược điểm của hắn, chính là hai chân không được rời khỏi tiên sơn. Cho nên trong lăng mộ Ly Sơn, ngươi mới ra tay, định đuổi hắn ra khỏi tiên sơn. Y thản nhiên nói, ta không nghĩ một người vừa gặp mặt là có thể nhận ra nhược điểm của Từ Phúc. Nếu 4 năm trước từng giao chiến, thế thì hợp lý hơn nhiều. Lý Tiêu Khách nhấp nháy mắt, cười nói, là luyện khí sĩ, ngã một lần là khôn hơn một chút, chịu thiệt một lần rồi thì lần tiếp theo sẽ không chịu thiệt tương tự nữa. Từ Phúc đã có nhược điểm như vậy, chắc chắn sẽ bị người khác nhắm vào. Hứa Ứng mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi ăn thịt nguyên vô kế, ngấp nghé cửu đỉnh đã lâu, mục đích ngươi đi vào lăng mộ Ly Sơn chính là để lấy được cửu đỉnh. Nhưng muốn giấu giếm thê tử nguyên vô kế quá khó khăn, cho nên nguyên lão thái quân buộc phải chết. Lý Tiêu Khách thở dài, đã là vợ chồng thì một số thói quen nho nhỏ cũng hiểu rất rõ, cho dù ăn thịt nguyên vô kế, hấp thu thần thức tiên dược trong cơ thể nguyên vô kế, lấy được tất cả ký ức của nguyên vô kế, vẫn không thể bắt chước giống hệt được. Giữa phu thê thật quá nhạy cảm. Hứa Ứng nói, sau khi bị vạch trần, quái nhãn trong vực Thương Ngô khiến ngươi chịu thiệt, sau đó lại bị Phi Lai Phong đập một cái, cho nên lúc đối mặt với Tổ Long, ngươi không thể không rút lui. Lý Tiêu Khách nói, Tổ Long có 10 bộ kim nhân, pháp lực ngập trời, lại khống chế cửu đỉnh, trấn áp hết thảy, không hổ là cường giả dũng mãnh quét ngang lục hợp. Đối phó chính diện, không có bất cứ ai dám nói mình thắng được hắn. Hứa Ứng nói, sau này chúng ta chạy khỏi truy sát của ngươi, ngươi dùng thần thức truyền âm, định dụ dỗ chúng ta ra. Lý Tiêu Khách thở dài, Hứa đạo hữu, chúng ta là cố nhân, ngươi nghi ngờ ta như vậy khiến ta quá đau lòng. Ngươi không có chứng cứ, sao lại vô duyên vô cớ bôi xấu như vậy, chỉ căn cứ vào một số thói quen sinh hoạt mà kết luận bừa bãi. Hắn mỉm cười nói, không có chứng cứ thì không cần nhiều lời. Hứa Ứng nhìn hắn, đôi đũa trong tay như vô tình kẹp một miếng sủi cảo rau hẹ lại, cắt thành hai nửa, khiến nhân rau hẹ bên trong rơi trong đĩa, cười nói, nếu ta có thì sao? Lý Tiêu Khách nhìn nhân rau hẹ rơi trong đĩa, trong lòng khó chịu, đặt đũa xuống. Hứa Ứng lại kẹp một miếng sủi cảo rau hẹ thành hai nửa, nhân bánh lại rơi ra, nói,
người có tâm tư kín kẽ như ngươi chắc chắn sẽ không để lại manh mối. Nhưng Từ Phúc chính là manh mối về ngươi. Khóe mắt Lý Tiêu Khách run rẩy, đừng có kẹp nữa. Hứa Ứng lại kẹp nát một miếng sủi cảo rau hẹ, thản nhiên nói, ngoài Từ Phúc ra, ngươi còn manh mối khác. Ví dụ như những na tiên bị ngươi ăn thịt, trên túi da của họ có vết kiếm. Lý Tiêu Khách nhíu mày, giọng nói lớn dần lên, ta bảo đừng có kẹp nữa. Hứa Ứng lại kẹp nát một miếng sủi cảo, nói, ngươi được tôn là trung kiếm song tuyệt, nhưng kiếm của ngươi quá đặc biệt, vết kiếm để lại rất dễ bị người quen nhận ra. Ví dụ như ta biết một người quen của ngươi, Thanh Bích tiên tử. Lý Tiêu Khách không còn vẻ ung dung nhàn nhã lúc trước, nhìn chằm chằm vào đống sủi cảo rau hẹ bị y kẹp nát, trên trán nổi gân xanh. Tiêu Dao điện chia năm xẻ bảy, tiếng chuông vang lên, quả chuông và tiêu dao chung va chạm cong cong, ai nấy tự bộc phát uy năng của mình. Hai quả chuông ngang nhiên bộc phát uy năng giữa không trung, đánh nhau leng keng, khi thì tiếng chuông vang lên, khi thì va chạm với nhau, đánh nhau tới rung chuyển trời đất. Quả chuông bị đánh tới mức thương tích đầy mình, lại hô to, hôm nay ngài chuông sẽ trấn áp ngươi, cho ngươi biết ai mới là bản sao. Lý Tiêu Khách ngạc nhiên, ngẩng đầu quan sát trận chiến này. Đối với hắn mà nói, quả chuông thậm chí còn không tính là bản sao, so với chuông vàng, ngoài hình dạng đều là quả chuông thì không có gì giống nhau. Lúc đó hắn nôn nóng muốn trấn áp đối thủ, vì vậy tìm tài liệu tại chỗ, kiếm ít đồng thau, cũng không kịp tinh luyện trực tiếp vận dụng chế tạo quả chuông. Ngoài tạo hình quả chuông ra, lúc khắc dấu hắn cũng không tập trung mấy. Lúc sau thậm chí hắn còn bảo Tiêu Dao Chung trực tiếp bộc phát dấu ấn phù văn trên người, khắc lên vách chuông, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Chế tạo chuông như vậy, thức tỉnh linh trí đã là chuyện lạ, thế mà còn mặt mũi nói Tiêu Dao Chung là bản sao, đúng là vô sỉ. Chương 330, phá tượng thần trong lòng, 1. Hắn vốn không ưa quả chuông mấy, bản thân hắn theo đuổi đối xứng, cho dù là trận chiến giết na tiên áo trắng Trần Miên Trúc, kiếm của hắn cũng chém vào đường trung tuyến của Thủy Khẩu Miếu. Sau khi Trần Miên Trúc chết đi cũng là cắt một đường tinh tế chính giữa lưng, tấm da bị cắt cực kỳ đối xứng. Hầu hết các na tiên khác chết dưới tay hắn, kể cả Nguyên Vô Kế cũng vậy. Cho dù là hắn tiện tay chế tạo quả chuông, dấu ấn của nó cũng đối xứng trái phải, có cảm giác mỹ lệ đặc biệt. Nhưng bây giờ trên người quả chuông có dấu ấn của người khác thì thôi, tám dấu ấn này còn không đối xứng, khiến hắn rất khó chịu. Rầm. Phía xa có một ngọn núi nổ tung, đó là quả chuông bị Tiêu Dao Chung đánh lệch người, công kích vốn đánh về phía Tiêu Dao Chung, kiếm quang lại đánh vào ngọn núi. Tiêu Dao Chung không hổ là pháp bảo mà Lý Tiêu Khách tập trung chế tạo, là bảo vật mà hắn gọi là đạo hữu, khi thể hiện uy lực. Không chỉ cường đại hơn quả chuông mà còn có thể tự mình kích hoạt những dấu ấn khác biệt, tổ hợp thành thần thông khác nhau, đánh cho quả chuông đỡ trái hở phải, hoàn toàn không thể hoàn thủ. Hai quả chuông, một vàng óng như thần nhân, một như người nông dân trồng hoa màu bị đè xuống đánh. Ngoan Thất thấy vậy trong lòng cực kỳ sảng khoái, quả chuông nát cũng có ngày hôm nay. Đột nhiên con rắn lại giận tím mặt, quả chuông vàng kia mà xứng đánh ngài chuông. Ngài chuông chỉ có thể thua dưới tay ta, quỳ xuống đất nhận sai với ta. Tiêu Dao Chung tỏa ra uy lực ngập trời, đồ án vạn vật vạn tượng trên vách chuông như tái hiện chân thực mọi thứ trên thế gian. Nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên giang hà, chim thú trùng cá, đủ loại hình tượng đại đạo thể hiện cực kỳ chân thực. Bốn phía xung quanh nó, mặt trời mặt trăng xoay chuyển, non nước hiện lên, sông dài chảy xiết, thần điểu dị cầm vỗ cánh bay lượn, các loại dị thú long hổ kỳ lân vờn quanh nó. Uy lực của nó cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Trước đây cả Ngoan Thất và Hứa Ứng đều thấy quả chuông bộc phát toàn lực, nhưng quả chuông bộc phát đạo tượng cũng không thể rõ ràng chân thực như vậy. Uy lực cũng không cường đại đến thế. Tiêu Dao Chung là trọng bảo mà Lý Tiêu Khách chế tạo, dùng để vượt qua thiên kiếp, theo bản thân phi thăng tiên giới, rất khác với loại bảo vật chế tạo bừa bãi như chuông đồng. Nó bị chuông đồng nói là bản sao, không khỏi nổi giận, định cho quả chuông đồng không biết trời cao đất rộng này một bài học khắc cốt ghi tâm. Ngay lúc nó bộc phát hoàn toàn uy lực của mình, đột nhiên trên vách quả chuông có một dấu ấn kỳ lạ sáng lên. Quả chuông đồng chỉ vô tình kích hoạt uy lực của dấu ấn này nhưng thiên địa lập tức biến sắc, chỉ trong chớp mắt âm thanh tiên đạo vang lên không dứt. Từng luồng tiên quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tan đạo tượng vận vật vạn loại của Tiêu Dao Chung. Cong! Luồng tiên quang kia không gặp chút trở ngại nào đánh thẳng lên Tiêu Dao Chung. Tiêu Dao Chung trúng đòn lảo đảo,
đạo lượng liên miên bất tuyệt theo đó dồn dập ảm đạm. Quả chuông vàng này vừa sợ vừa giận, vừa rồi nó luôn áp đảo quả chuông đồng, bất luận là va chạm chính diện hay đọ sức đạo tượng thần thông đều có uy lực vượt trội so với chuông đồng. Quả chuông này cả chất liệu, dấu ấn, uy lực, cường độ, tốc độ, ứng biến đều kém xa nó. Không ngờ bao giờ nó lại bị chuông đồng đánh trúng. Vốn dĩ ta chỉ định dạy giáo huấn ngươi một chút, không ngờ ngươi lại được đà lấn tới. Tiêu Dao Trung hét lên, đang định phát động toàn bộ uy lực đánh tan chuông đồng thì đột nhiên cảm thấy nơi mình vừa bị đánh trúng tê dại. Dấu ấn của nó, thân thể của nó, không ngờ lại như biến mất một mảng lớn. Chuông đồng lại lao tới, vang lên tiếng cong, lại bắn ra tiên quang, đánh trúng chuông vàng, đập ngay vào vách Tiêu Dao Trung. Tiêu Dao Trung bị đánh lăn lông lốc, bay về phía sau, đập vào một đỉnh núi, làm bụi đất và đá vụn bắn tung tóe. Nó thấp thỏm lo lắng, chỗ bị ánh sáng của chuông đồng đánh trúng lại như hoàn toàn biến mất. Đạo tượng vạn vật vạn loại của nó vốn nối liền thành một thể, bao giờ đột nhiên biến mất hai mảng lớn. Vạn vật vạn loại không còn hoàn chỉnh, không những khiến uy lực của nó tổn thất, biến hóa đạo tượng thần thông cũng kém xa trước đây. Chuông đồng bám giết không chịu tha, không ngừng tấn công Tiêu Dao Trung, đánh cho chuông vàng không còn sức ngăn cản. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài chuông vàng đã nhấp nhô lồi lõm. Dấu ấn đạo tượng trên người nó cũng lần lượt biến mất, bị quả chuông phong ấn. Lúc trước dấu ấn kỳ lạ trên vách chuông được kích hoạt chính là một trong tám phù văn phong ấn mà Hứa Ứng trong trạng thái ứng ra đã khắc lên người nó, đạo văn chữ phong. Quả chuông chỉ vô tình kích hoạt đạo văn chữ phong, bản thân nó không biết dùng phù văn tiên đạo này như thế nào. Nhưng Tiêu Dao Trung bị phong ấn đạo tượng, thực lực không bằng nó, đương nhiên nó phải ra sức đánh đập một hồi, báo mối thù sỉ nhục vừa rồi. Toàn bộ Cửu Long Sơn, mấy trăm đệ tử, ai nấy đờ đẫn. Đệ tử của Lý Tiêu Khách hầu hết đều lớn lên trong những châu chuyện của Lý Tiêu Khách và chuông vàng hán kiếm. Trong mắt những đệ tử này, Tiêu Dao Trung đã là thần thoại vô địch. Không ngờ giờ phút này biểu tượng vô địch của Cửu Long Sơn lại bị một quả chuông không có danh tiếng gì đánh cho không hoàn thủ nổi. Tiết Danh An trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm, chẳng lẽ đúng như ngài chuông nói, hắn mới là pháp bảo mà sư phụ chuyên tâm chế tạo. Tiêu Dao Trung chỉ là vật thay thế mà sư phụ chế tạo vì nhớ nhung nó. Lý Tiêu Khách cũng không nhịn được nhíu mày, nhìn sang Hứa Ứng, lại nhìn quả chuông đồng, cười nói, chẳng lẽ dấu ấn trên quả chuông này là tác phẩm của Hứa đạo hữu? Hứa Ứng mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, là ta lưu lại. Lý đạo hữu thấy có được không? Lý Tiêu Khách cười nói, đương nhiên là được. Năm xưa thần tiên bất lão học vấn như người trời, ta luôn bái phục. Hắn đột nhiên trầm giọng nói, dừng tay. Hắn vừa lên tiếng, quả chuông đồng vội vàng dừng tay, nhưng Tiêu Dao Trung đã bị nó đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, có rất nhiều đạo tượng bị phá hủy, không thể cứu được. Chuông vàng không khỏi nổi nóng, đánh thẳng tới. Từ khi sinh ra tới giờ nó chưa bao giờ chịu thiệt nặng như vậy, giờ đương nhiên muốn ra tay báo thù. Mắt thấy chuông đồng sắp bị nó đập bẹp, đột nhiên một bàn tay đánh tới, cong một tiếng đánh lên vách chuông của nó, hất nó bay ngang ra, đập vào một khe núi. Tiêu Dao Trung lảo đảo bay ra, trong lòng hoang mang. Vừa rồi đánh bay nó chính là nguyên thần của Lý Tiêu Khách. Thế nhưng vì sao Lý Tiêu Khách lại ra tay với mình? Nó không hiểu gì cả. Rõ ràng mình là pháp bảo mà hắn gửi gắm tình cảm chân thành, rõ ràng hắn gọi mình là đạo hữu, rõ ràng bọn họ đã nói sẽ cùng nhau phi thăng, không vứt bỏ, không buông tha. Sao đột nhiên lại đánh mình một cái? Lý Tiêu Khách sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói mang vẻ tức giận, phất tay áo nói, Tiêu Dao đạo hữu, ta đã bảo các ngươi dừng tay, chuông đồng đã dừng tay, sao ngươi còn ra tay tấn công nó? Nếu không có ta ở đây, không khéo ngươi đã gây đại họa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 33 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.